Vâng, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Zendesk lại quay trở lại với các bạn cách custom giao diện website bán hàng với WooCommerce Template. Thì video trước chúng ta đã hoàn thành cái giao diện shop đúng không ạ? Giao diện shop như thế này. Thì hôm nay chúng ta sẽ sang phần chi tiết sản phẩm. Thì chúng ta kích vào cái sản phẩm như thế này. Thì hiện tại bây giờ nó đang bị vỡ layout như thế này. Đây là cái giao diện mà chúng ta mong muốn, mình đã mô phỏng qua Photoshop. Đó, sẽ là giao diện như thế này. Đó, thì có hiển thị breadcrumb này. Đó, chỗ này là chi tiết của sản phẩm. Với mô tả ngắn này, rồi nút mua hàng, danh mục và mô tả ở dưới này. Tiếp xuống nữa là cái phần delete product, sản phẩm liên quan đúng không ạ? Và bên này là sidebar. Bây giờ chúng ta đi bắt đầu đi vào xử lý đúng không ạ? Thì tương tự như phần trước, chúng ta sẽ vào phần WooCommerce và các bạn mở cái file product single product ở trong YouTube Woo. Thì chúng ta cũng cần add cái add cái phần bootstrap, cái class bootstrap vào để nó khỏi vỡ layout đúng không ạ? Đây, đây là break. Cái xe ba bên dưới chúng ta đã có rồi. Chúng ta sẽ chia thành cái nội dung content bên này. Nội dung content bên này chúng ta sẽ là CMD8, còn cái xe ba thì chúng ta đã CMD4 rồi. Đây, các bạn có thể in spec lên xe. Đây, đây là cái phần xe ba của chúng ta. Chúng ta đây là CMD4 đúng không ạ? Rồi. Đây này. Thì đến là cái ít đâu. Thì cái này phần này các bạn đã cắt xuống lắm. Bên dưới cái phần web footer shop đó. Tiếp đến là chúng ta thêm cái class mode MD8 thôi. Đấy, còn chúng ta bắt đầu trước cái phần sidebar này. Giờ ra browser chúng ta reload lại. Nó đã căn vào theo cái đúng cái tỷ lệ là 84 mà chúng ta mong muốn đúng không ạ? Thì chúng ta CS cái khối này. Khối này lên nữa là xong đúng không ạ? Thì cái phần màu size ở đây thì mình thế là mình chỉ lấy cái phần mô tả ngắn thôi, nó rất là cơ bản. Đây, các bạn cái sản phẩm đây chính là sản phẩm này. Đấy, thêm cái phần mô tả ngắn như thế này thôi. Thì mình ở đây làm cái với cái trường hợp sản phẩm là simple, sản phẩm đơn giản đúng không ạ? Còn nếu mà các bạn sau bổ sung thêm cái màu mã sản phẩm, màu size kích thước rồi cái hàng chọn riêng thì cái đấy phần đấy thì nó sẽ phức tạp hơn. Thì phần đấy nó liên quan đến cái phần đây này, variable product đó. Thì mình có thể thêm những cái mục như vậy. Đấy, thì mình dành cho nó những video khác đúng không? Video này mình làm những cái phần đơn giản trước. Thì đấy là mình chia khối này lại thôi. Bạn in spec nó lên này. Thì mình muốn đặt một cái class vào đây bao cho cái khối này. Mình custom CS cho nó dễ đúng không ạ? Đây mình đặt một cái đây là đặt vào đây để tèo đó. Không đi loan nữa. Mình inspect nó lên. Thì chỗ này sẽ có một cái đây là product detail. Nó bao quanh cái khối này. Đấy, thì mình custom theo cái product detail này. Đây là cái khối đây mình sẽ có khối email này. Và khối summary đúng không ạ? Entity summary.
thì mình cho cái khối email này nó nhỏ, nó chiếm khoảng 40% thôi. Đấy. Thì mình sẽ dùng cái class này. Thì sau mình sẽ ép nhé. Mình bổ sung thêm cái product detail đúng không ạ? Đây mình không dùng hết, mình dùng cái class đầu tiên thôi. Yeah, product product gallery đúng không ạ? Còn tại sao viết thế này thì các bạn có thể tham khảo một cái bài viết của mình về cái selector CSS là gì ấy, thì các bạn sẽ hiểu. Cái này nó là class char, còn đây là cái class con bên trong nó thôi. Mình đặt 40% là nét đi. Tiếp đến là cái summary đúng không ạ? Summary cái đó này mình cho nó rộng là 60%. 60%. Rồi, giờ đã lên như này rồi đúng không ạ? Tiếp theo thì mình cho cái breadcrumb này nó cách nhau một chút thì chính là cái class này của mình đây này. Đấy thì bạn cho cái product detail này mình cho padding tốt 20 pixel rồi đúng không ạ, thì nó cách ra thôi đó, nó cách ra như này. Đấy, tuy nhiên thì cái cell nó bị lệch một chút đúng không ạ, mình xử lý thế nào thì cái on cell này. Đây cái on sale mình đã CSS cho nó cả cái bữa trước ở bên cái shop đúng không ạ, list shop đấy, thì mình cần cho cái class product này đấy, nó là position này, quality là nó sẽ được đúng không ạ. Cái này theo này position quality đấy. Thì nó sẽ tự động, cái này nó sẽ bị xuống, nó giới hạn ở trong cái product này. Đấy, nó đã vào đúng không? Bây giờ mình chỉnh cho tiếp cái tiêu đề. Đấy, tiêu đề H1 đúng không ạ? Summary H1. Đấy, thì cái font size nó mặc định như này. Bold chart nó tận 36. Mình cho nó nhỏ xuống không? Thì font size mình để khoảng 16 pixel. Đúng không ạ? Đấy. Thì nó sẽ nhỏ xuống. Mình tiếp tục product đây product summary đó, mình copy một cái này H1 con summary sorry show đó. Tiếp nữa là cái tiêu đề, nếu mà có một cái gạch ở đây này đấy, vào cái giá của mình thì cái biểu tượng ký hiệu tiền tệ nó bên phải, mình hiện tại nó đang ở bên trái đúng không ạ, mình cũng cần phải CSS cho nó cái phần này. Đây chính là cái phần price này đúng không ạ, chấm p chấm price đúng không ạ. Thì nó là cái khối này đúng không? Mình lại thêm cái gạch thì mình dùng là before đi, before đấy, cái này thì để hiện before một cái điều rất là quan trọng, đây chúng ta có cái tính content đấy, mình phải để nó bằng mình nháy này và bằng ký tự cho vào thì nó mới hiển thị được display block này. Border top 2 pixel rồi. Solid đúng không? Màu CC đi. Màu tạm chuẩn để CC. Còn nếu mà lấy chuẩn ở đây thì các bạn có thể lấy trong Photoshop này. Zoom lên như này. Mình lấy màu
cho nó chuẩn luôn nhé. Đây. Đây này. Đây. Đây. Nó đang là 1cc luôn. Đây là chuẩn rồi đúng không ạ? Các bạn đi nó này. Đó, nó sẽ bị dài như thế này đúng không? Before đây. Đấy. Mình set width cho nó. Ví dụ mình để 25 pixel đây. Đó, thì nó sẽ ngắn lại như này. Đó. Các bạn chỗ này gọi bổ sung thêm width. 25 pixel. Đó. Tiếp đến là mình cho cái khối này nó cách xuống một chút. Đó, thì cái này các bạn cho padding này. Top 5 pixel nó không được đúng không? Thì mình là backing cho cái thằng thằng before này tại mình button 10 pixel cách cái thằng này xuống tại nó cách xuống như này đúng không? Tiếp đến mình xử lý cái ký hiệu tiền tệ gọi là đây. Nên là mình bỏ cái gạch chân này, gạch chân cái in này, đây chính là cái in in này, nó có cái thuộc tính text decoration này, thì cũng trong cái prime này đúng không ạ? Bạn chọn những cái thằng này. Bạn chọn thằng in text deco năm này thì nó sẽ mất cái chân. Đó, bây giờ tiếp tục mình xử lý cho cái tiền tệ này nó sang bên phải thôi. Mình có cái thuộc tính ở đây là amount này, price amount này. Hai cái vấn đề của Dry Mau luôn nào đặt display inline flex inline flex thôi. Tiếp đến là trong này sẽ có một cái thuộc tính nữa là cái thuộc tính simple này, current này, simple boy này, cái ký hiệu tiền tệ đúng không? Đây, đó chính là cái con của thằng này. Đó, bạn cho nó order lên đây. Order, như mình đặt là 2. Thì nó sẽ chuyển ra phía sau. Các bạn thấy nó này. Đấy, nó đã ra phía sau đúng không? Mình cho mình bây giờ mình cho cái tiền tiền này nó lớn hơn một chút thì các bạn chuẩn bị cho font size thằng này. Con size mình cho nó là 20 pixel, nó lớn một chút, con weight cho nó bold đi, con weight là 700 rồi, cho nó béo lên, rồi ok, copy nó vào, phần in đúng không? Đây, là mình xong. Tiếp theo là mình xử lý cái phần mua hàng này nữa thôi đúng không? Đấy. Bây giờ mình cũng inspect lên để mình CS thôi. Đấy. Đây là button này, quantity này, quantity có thể tính quantity này. Cái con này in là cái lóc đấy, nó sẽ tự lên rồi đúng không? In là cái lóc đấy thì nó sẽ lên trên này. Tiếp đến là mình xử lý cái thằng bottom này. Đây mình cũng dùng cái glass sinh nữa từ cát đúng không? Mình cũng sao là in lại block đi. Background color đây, mình cho nó màu đỏ đúng không?
đẩy cửa ra, đẩy cửa nào bao giờ nào có lưu đầy được nhé. Đây mình đưa ra nữa, đúng không? Giờ cho mình cho font nó màu trắng nữa, color thằng em này, cho padding một chút, kiểu như là 2 pixel, 10 pixel, đấy. Nó giãn lên như này, đấy thì nó gần bằng cái input quantity đúng không ạ? Bây giờ mình chuyển cái chữ này add to cart thành mua hàng như này. Đấy, khi các bạn vào phần WooCommerce này, mình vào cái phần simple box có phần add to cart này. Đấy. Simple đây nó có cái phần đây chính là cái mô hình của mình đây. Đấy thì cái chỗ này nó có cái hàm mà nó ghét ra cái tag đúng không ạ? Các bạn có thể sửa trực tiếp ở đây. Mua hàng. Đấy. Tuy nhiên ở đây mình xử lý này thì nó được luôn. Tuy nhiên thì các bạn để này thì là mình xử lý được luôn. Đúng không ạ? Bên cái mua hàng đây rồi. Category. Tiếp đến cái phần mô tả này, đúng không ạ? Dưới đây mình đã có cái phần mô tả này. Đấy, mô tả này. Đây chính là cái phần description này, đúng không ạ? Các bạn vào cái phần tab, cái phần description đây. Đó. Đây, nếu có heading thì nó show cái heading này đúng không ạ? Đây chính là cái phần này, các bạn đi spec lên này. Đấy. Chữ 2 mình cũng có thể sửa trực tiếp luôn. Để mô tả thích cứng đúng không ạ? Đã ra phần mô tả đúng không? Đó, còn tiếp đến là mình cho nó ẩn cái tab này thôi. Đây, đây chỗ cái tab này. Tab này, mình cho đi play ngắn đi. Đúng không? Cái tab này đi thôi. Thì tạm thời thì mình chưa dùng đến cái tab này đúng không ạ? Chưa dùng đến cái phần tab này. Mình chỉ có mỗi phần mô tả thôi thì mình cho hiển thị mô tả chứ mình không không sử dụng cái review. Đúng không ạ? Mình cho nó phần tab này. Đi thôi. Nó cũng nằm trong cái product detail này. Cho cái mô tả này nó sang bên trái đúng không? Như mình cho cái summary này là nó có nó led lên này. Cái khối này nó sẽ bị lên. Thì mình cho cái phần này cũng là quick 100%. Cho nó led luôn. Đó, thì nó sẽ tự xuống nữa. Đây. Thì cái khối vô tác này. Đúng không ạ? Rồi, ok. Thế thì về cơ bản là mình đã xử lý xong đúng không ạ? Xử lý xong cái giao diện mà mình custom cái giao diện vô template detail cho phần sản phẩm đúng không ạ? Tuy nhiên thì cái màu ở đây thì nó cũng chưa được đẹp cho lắm, thì cái này liên quan đến cái phần chỉnh CSS thôi, các thứ thôi. Thì những cái phần mà nó liên quan đến CSS tỉ mẩn một chút thì các bạn có thể tự tự chỉnh, các bạn tự chỉnh theo cái ý mong muốn của mình.
vì đi cái thời gian thời lượng mình quay video nó có hạn, nên là mình không muốn kéo dài thêm cái thời gian quay video, nó chỉ liên quan đến những cái chỉnh CS nhỏ nó là mất thời gian, thì nó không liên quan đến cái phần mình custom nhiều cho lắm. Thì video mình xin dừng lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các cái video tiếp theo. Chúc các bạn thành công.